Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cấm cán bộ gặp dân ngoài trụ sở có chống được tham nhũng. AFA Tiếng Việt ngày 24 tháng 5 có bài Cấm cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở có khả thi. Theo đó, trong dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ do Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định đã đề xuất cán bộ công chức chỉ được tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan, không được hẹn gặp ngoài giờ làm việc ở bên ngoài hay tại nhà riêng, hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời Tiến sĩ Đào Mạnh Hoàng, Phó phòng nghiên cứu tổ chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ khi trả lời báo chí nhà nước ngày 24 tháng 5 đã cho rằng đề xuất cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở là để chống tham nhũng. Bình luận về vấn đề này, AFA dẫn lời một luật sư ở Việt Nam hôm 24 tháng 5 cho rằng đề xuất của bộ nội vụ chỉ nhằm tạo điều kiện cho các đối thủ chính trị triệt hạ lẫn nhau theo luật sư này nếu bộ nội vụ đề xuất xây dựng thành luật thì đã có bộ luật hình sự về tiếp xúc theo bộ quy tắc đạo đức công vụ ngoài đề xuất cán bộ chỉ được tiếp công dân doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan không được hẹn gặp bên ngoài còn quy định cán bộ công chức giao tiếp với công dân phải chuẩn mực rõ ràng không hạch sắc, nhũng nhiễu gây căng thẳng, bức xúc. AFA dẫn ý kiến của cựu Trung tá Vũ Minh Trí, người từng công tác tại Tổng cục 2 hôm 24 tháng 5, nhận định rằng dự thảo này khó khả thi. Ông nói, thực tế những quan hệ giao dịch mà có tính chất tiêu cực, hối lộ hay trao đổi về mặt tình dục để lấy quyền lợi thì đều diễn ra ở bên ngoài công sở. Đưa ra quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp, không có gì sai. Nhưng tính khả thi của nó là rất thấp. Bởi vì những quy định như vậy chỉ có tác dụng để phòng người ngay, không thể phòng được để người gian. Theo ông Trí, người gian sẽ nghĩ ra đủ mọi thứ để ngụy trang cho giao dịch liên hệ với nhau ở bên ngoài cơ quan, nhà nước, lấy cớ là tình cờ gặp nhau. Ông Trí nói tiếp, tôi thấy tính khả thi là rất thấp, cũng giống như chúng ta đang nói chống tham nhũng, nhưng thực tế tham nhũng vẫn tràn lan. Nó xuất phát từ nhu cầu của cả hai phía, chứ không chỉ ở mỗi cán bộ nhà nước mà cả từ phía của người dân muốn có những quyền lợi cho bản thân mình. Hình ảnh số lượng án tham nhũng ngày càng nhiều. Theo AFA trước đó vào ngày 2 tháng 5, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên theo nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết đưa ra yêu cầu tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cựu trung tá Vũ Minh Trí trả lời AFA rằng tiêu chuẩn của cán bộ hiện hoàn toàn xa rời thực tế. Trong đó đòi hỏi cán bộ không có tham vọng quyền lực, nhưng theo ông Trí, lòng tham, động cơ cá nhân là một trong những động lực mạnh mẽ nhất giúp cho con người tiến bộ, phấn đấu. IFA dẫn phát biểu của bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, khi báo cáo tại hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021 từng cho biết trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải xử lý kỷ luật hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa tham nhũng vào quan liêu vẫn còn AFA dẫn số liệu từ các nguồn trong nước cho hay giai đoạn 2016-2020 đã có hơn 1.600 đảng viên tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, trong đó có 47 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm 2021. Cuối cùng, AFA đặt câu hỏi liệu mục tiêu của đề xuất cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở có khả thi với những con số cán bộ vi phạm kỷ luật như vừa nêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin cấm cán bộ gặp dân ngoài trụ sở có chống được tham nhũng. Hàn Quốc giúp người nhập cư bằng cách xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt. AFA tiếng Việt ngày 23 tháng 5 loan tin. Hàn Quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt, hình ảnh bản tin trên AFA. Theo đó, một thành phố ở Hàn Quốc chuẩn bị xuất bản sổ tay phòng chống tội phạm bằng tiếng Việt với 4 chủ đề gồm bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực học đường và bạo hành trẻ em. AFA cho biết thông tấn xã Việt Nam hôm 23 tháng 5 dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát thành phố Ulsan cho biết Thành phố này sẽ xuất bản sổ tay dành cho người nước ngoài bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung dựa trên sổ tay tiếng Hàn đã được xuất bản trong năm 2022. Theo AFA, Hàn Quốc là thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động từ Việt Nam. Ulsan là thành phố được coi là cái nôi của nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, ô tô, điện tử và là thành phố tiếp nhận nhiều lao động và du học sinh từ Việt Nam. AFA dẫn số liệu thống kê dân số của thành phố Ulsan tính đến năm 2020, người nước ngoài tại Ulsan chiếm khoảng 7,27% tổng số dân địa phương ở đây. Ngoài ra, AFA cho biết thêm, Hàn Quốc cũng là nơi có nhiều cô dâu người Việt. Trong các năm qua, báo nhà nước Việt Nam và báo Hàn Quốc đã đưa ra những tin tức về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại nước này bao gồm cả tình trạng cô dâu Việt bị bạo hành thậm chí dẫn đến tử vong. Hình ảnh nỗi khổ của nhiều cô dâu Việt ở xứ Hàn. Hồi tháng 7 năm 2019, một video dài 2 phút rưỡi ghi lại hình ảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn cô vợ người Việt Nam đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông hai nước Việt Hàn. Vụ việc đã khiến cho công chúng cả hai nước vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vào tháng 11 năm 2019, tờ The Korea Times cho biết, cảnh sát thành phố Yangju ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông họ Shin, 57 tuổi, với cáo buộc sát hại và giấu xác vợ người Việt 29 tuổi của mình. Ông này đã chở thi thể nạn nhân về quê của ông ở huyện Quang thuộc tỉnh phía bắc La và chôn thi thể nạn nhân tại một khu vườn. Sau khi bị bắt, ông Shin đã thú tội. Vấn đề về bạo hành gia đình giữa chồng Hàn Quốc và vợ nước ngoài hiện là một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở xứ Hàn, đến mức Hàn Quốc phải ra quy định cấm đàn ông có tiền sử bạo lực kết hôn với người nước ngoài. Báo Hà Nội Mới vào năm 2019 cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc lý giải việc sửa đổi pháp lý đối với luật kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn bạo hành gia đình và bảo vệ quyền lợi của người hôn phối nhập cư. Luật sửa đổi này cấm những người đàn ông Hàn Quốc đưa phụ nữ nước ngoài vào nước với lý do kết hôn nếu họ từng có tiền sử phạm tội bạo hành gia đình dù chuyện đó xảy ra khi nào. Hình ảnh Hàn Quốc cấm đàn ông có tiền sử bạo hành kết hôn với người nước ngoài Dựa trên con số thống kê mà Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp, mỗi năm có khoảng 6.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, truyền thông nhà nước cho hay. Năm 2018, kết quả khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia cho thấy trong 920 người vợ nước ngoài tại Hàn Quốc có đến 42% xác nhận mình bị bạo hành gia đình, trong khi đó 68% phải chịu đựng những lần quan hệ tình dục không mong muốn các nhà hoạt động cho biết mặc dù tỷ lệ người vợ nước ngoài bị bạo hành tại hàn quốc rất cao song chỉ có một số trường hợp báo cáo với cảnh sát hoặc chính quyền địa phương như vậy có lẽ việc hàn quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng việt cũng nằm trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực gia đình tại các gia đình có cô dâu nhập cư ở chiều ngược lại người lao động việt nam tại hàn quốc cũng gây ra nhiều phiền toái cho nước sở tại rất nhiều lao động xuất khẩu việt nam tại hàn sau khi hết hạn hợp đồng lao động thì tìm cách trốn ở lại và lao động bất hợp pháp, khiến cho Hàn Quốc phải tạm dừng tuyển lao động tại 4 tỉnh của Việt Nam. Ngoài ra còn có những băng nhóm người Việt ăn cắp, tiêu thụ đồ ăn cắp, buôn bán ma túy tại Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Hàn Quốc giúp người nhập cư bằng cách xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d